lúc mà mình nhìn thấy lần đầu tiên nhìn thấy cái xe cà phê và máy của Liêu của mình có thích không anh? Thích. Nói chung là làm trang trí rất đẹp đẽ và dễ mắt nhìn, dễ thấy, dễ là dễ nhận biết đúng không? Vậy thì cái ở cái điều gì mà mình cảm thấy thích nhất ở cái thương hiệu Liêu Cà Phê này? Về cái ngoại hình hay là giá cả hay là giá cả thì hợp lý, hình thì ưa mắt mắt nhìn. Rồi còn tư nhân viên tư vấn nhiệt tình rồi. Nói chung là hết, rất là nhanh gọn nữa. Nói chung là nhanh gọn, nói chung là mới làm sao là mình nếu mình có đầy đủ luôn mình vào mình bán luôn được chứ mình không cần phải mua sắm gì thêm đúng không? Đây là chị Diễm của xe của chủ chi nhánh xã Tân Khai, ấp Tân Hưng, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Thì chị Diễm ơi, cho em hỏi là tại sao chị chọn cái mô hình của công ty cà phê Liêu vậy chị? Tại vì mình thấy giá cả hợp lý, giá thành cũng phải chăng nên là mình chọn. Dạ cho em hỏi là chị hiện tại chị có kinh doanh cái gì nữa không? Có, mình hiện tại đang kinh doanh gà rán trà sữa. Mình muốn chọn thêm mô hình cà phê nữa nên là mình chọn tới Liêu Cà Phê. Vậy nếu mà chị có bán kinh doanh thêm mấy cái này á thì kinh doanh thêm cà phê rất là hợp lý luôn. Mà cho em hỏi là tại sao chị chọn Liêu Cà Phê mà không phải nhãn hiệu khác? Nói chung là mình thấy Liêu Cà Phê á là một cái chương trình nó rất là hoành tráng và nhìn nó rất là đẹp mắt, có thể là thu hút được khách hàng nên là mình chọn. Dạ, thì cho em hỏi là sau cái một cái ngày khai trương này á, chị có cảm nhận gì về Liêu Cà Phê chị? Nói chung là mình thấy nói chung là đã đi, nói chung dùng từ đã đi. Dạ, công ty em thay mặt công ty cảm ơn chị rất là nhiều. Thì em chúc chị là có một buổi khai trương thật là hồng phát, thì buôn bán rất là phát đạt. Thì sau cái tháng khai trương này á thì quán chị sẽ được nhiều người biết đến hơn, nhiều người tới uống hơn. Dạ, em chào chị và em cảm ơn ạ. Là trước đây mình bán cà phê về truyền thống hay là cà phê pha máy này luôn? Trước đây bán cà phê truyền thống. Vậy là trước đây mình đã bán cà phê nhưng mà là bán cà phê truyền thống đúng không anh? Thì mình thấy được cái ưu điểm của cái mô hình xe cà phê pha máy bán mang đi này là gì mà mình đã quyết định là bán về cà phê pha máy này? Pha máy thì ưu điểm nó nhanh gọn, đáp ứng được cái nhu cầu người ta đi làm, người ta uống mua đi mang đi nó mau. Đi lại nó sạch sẽ hơn cà phê hồi xưa. Cà phê truyền thống thì mình người ta xay sẵn, thường là người ta xay sẵn rồi giao cho mình cũng không biết được cái trong thành phần đó là như cái gì đúng không anh? Đúng rồi. Còn là bây giờ cái cà phê máy này thì thứ nhất là khách nó là cà phê sạch rồi, một phần là thứ hai là khách hàng họ thấy cái quá trình pha chế luôn đó, thì tất nhiên là họ nhìn vào cái là họ thấy sạch rồi chứ chưa cần là gì họ thử đúng không anh? Trước đây mình đã uống cà phê máy nhiều rồi chưa? Anh thì uống nhiều rồi. Anh uống ở Sài Gòn với ở Trảng Bàng thì uống cũng có một điểm rồi. Tức là khu vực Trảng Bàng này chỉ có một điểm thôi. Vậy là điểm mình là mình quyết định, còn cái khu vực của mình thì chưa có nên là mình quyết định mình mở luôn. Mình thấy cái xu hướng cái phát triển của cái mô hình xe cà phê pha máy mang đi này ở cái khu vực Sài Gòn nó đã phát triển mạnh mẽ rồi đúng không anh? Là hầu hết là đi đâu mình cũng thấy đúng không anh? Mình thấy là cái xu hướng ở cái khu vực Tây Ninh này nó có trong thời gian tới nó phát triển nữa không anh? Xu hướng mà phát triển ở huyện Trảng Bàng thì anh nghĩ là chắc là tốt. Dạ. Vì bạn bè là uống người ta cũng đánh giá cũng cao, mình nói là thì nó gọn. Uống ngon. Dạ. Ngon, mình cũng quán cà phê pha bình thường giống như hồi xưa đó, pha phin đó.